Sau một thời gian làm việc với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao, buổi lễ chúng ta đã hoàn thành chương trình đã đề ra. Tại buổi lễ chúng ta đã được ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Mặt trận Thống nhất Việt Nam và báo cáo kết quả hoạt động phong trào thi đua các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động. Thì tại buổi lễ chúng ta đã cũng được nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện trưởng Ban Dân vận Trưởng huyện, phát biểu ý kiến chỉ đạo chúc mừng tại buổi lễ hôm nay. Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Châu Khê, tôi xin chân thành cảm ơn quý đại biểu đại diện cho các cấp, các ngành, các cơ quan doanh nghiệp đã về dự và có những món quà ý nghĩa góp phần thành công tại buổi lễ hôm nay. Thì nội dung buổi lễ hôm nay thì xin kết thúc phần lễ, tiếp theo phần hội. Một lần nữa kính chúc quý đại biểu mạnh khỏe, chúc tất cả bà con chúng ta luôn luôn đoàn kết và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo nội dung chương trình, xin kính mời quý đại biểu sẽ múa sạp và giao lưu điều cần tại buổi trưa hôm nay. Và sau cái nội dung này thì mời chúng ta chuyển về hội trường, chúng ta sẽ dùng bữa cơm thân mật với bà con nhân dân. Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu chúng ta lên giao lưu điều cần và nhảy sạp. Xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí quý vị đại biểu, quý vị khách mời, chúng ta cùng hòa chung diệu cân và cùng lên sân khấu để tham gia những một điều nhảy sạp lắp vông với toàn thể bà con của chúng ta trong buổi sáng nay. Vâng, xứng đáng với gấu là đoàn kết tại thành công tình hình hay không. Và kính thưa toàn thể quý vị và toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, chúng tôi cùng hòa chung với những điều sạp tiếp tục.